Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng. Mr. Chen Menghong, Deputy Director of Hải Phòng Customs Department. Xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Tuấn Hải, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Khu Công nghiệp Deep Sea Hải Phòng. Mr. Trịnh Tuấn Hải, First Deputy Director of Deep Sea Hải Phòng Industrial Park. Xin được trân trọng kính mời ngài Trương Nguyên Kim, Giám đốc điều hành Nam Sung Việt Nam. Mr. Trung Hiên Kim, Managing Director of Nam Sung Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ngài Martin Lin, Chủ tịch Evergreen Việt Nam. Mr. Martin Lin, President of Evergreen Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Ninh Công Minh, Giám đốc khai thác biển Bắc Mẹ Việt Nam. Mr. Ninh Công Minh, Marine Ground Operational Manager. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Việt Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinconship. Mr. Nguyễn Việt Hòa, Chairman of Vinconship. Xin được trân trọng kính mời ông Bùi Minh Hưng, Tổng Giám đốc Vinconship. Mr. Bùi Minh Hưng, CEO of Vinconship. Và xin được trân trọng kính mời ông Nghiêm Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trung tâm Logistics Xanh. Xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng lên sân khấu. Mr. Nghiêm Tuấn Anh, Director of Green Logistics.